có bác đang ở bơi xuồng nè. Làm công cũng được 1 tấn á.
con nhỏ. Mà giá được nhiêu? Giá được nhiêu? Giá được 5.8kg. Tính ra rồi chi phí là mình lời không anh? Lời. Lời. À. Một công làm nhỏ chứ là lời. Công lợi cũng được chịu ngoài. Còn làm ở Việt Nam mình giờ nó không có giá cả hết trơn. Dạ, giá nó bầm bên quá à. Mà giá thông thường lúa Việt Nam thì giá bao nhiêu anh ha? Hồi có mới vụ này là nó đi 5.4 mình nó làm đi bỏ cọc 4.7kg á. Rồi bây giờ ở đây ta đăng ký xả lúa Nhật trơn rồi đâu ai làm lúa đó đâu. Vậy là bây giờ là mình được bao tiêu luôn á anh? Ừ. Nó cho giá mình trước luôn à. Nó đưa cho mình trước là mỗi công 500.000. Ô, vậy là cũng khỏe quá ha anh ha. Vậy là chưa vậy là cứ có vốn trước cái đã. Đó là hồi xưa giờ là mình làm ruộng không á anh? Ruộng không à, ở đây thì sống nghề ruộng không à. Dạ. Mà không có bắt cá gì sao anh? Không. Gì là thấy đâu đó hả? Dạ. Trời nó cho nó sống được, nào sống đi. Dạ. Chứ thấy con phát nó nói hết luôn à. Ủa vậy anh đâu có thịt thuốc ốc, thuốc cá gì đâu hả? Có, mới thịt thuốc ốc. Thuốc ốc thôi chứ cá, mà cá đâu chết đâu phải không? Không, không. Dạ. Đâu có thịt ba cái thuốc kia đâu mà nó độc. Có chỉ thuốc ốc thôi. Dạ. Em cảm ơn anh. Vậy là cuộc sống ổn không? Sống bình thường em. À dạ. À, dạ. Rồi em cảm ơn ạ. À. Rồi dạ. Đủ ăn thôi chứ không dư thì không dư. Thank you.
bán được không bà? Được. Ủa bà, cái kinh này ngày xưa giờ là kinh Kiên Hảo luôn hả bà? Kiên Hảo hồi đó giờ, hồi xưa giờ. Ủa mà bà, hồi xưa là cái kinh Kiên Hảo này là do ai đào vậy bà ha? Đó, hồi đó nhà nước có đào mà. À vậy đó hả? Nhà nước có đào hồi đó nhỏ, nhỏ rồi sau này mới còn ngày mười vậy đó. Đó là bằng tay không á. Dạ. Ủa bà, cái chợ của mình là có chút xíu đây thôi phải không? Có chút xíu đây, có chút là tập lập và có nhiều đó. Dạ thôi để con phải xe ở đây con đi bộ qua bà. Lập có nhiều đó, bây giờ hoài không lên nổi. Dạ. Có khúc là rồi đó. Thì là bà đó giờ ở đây luôn hả? Ở đây lâu rồi, nay mấy năm rồi. À, mới thành lập vô liền đó giờ. Dạ. Để con đi vòng vòng cái chợ. Dạ. À, giờ này thì rất là le que khách quý vị, không có nhiều. Gai đó hả anh? Dạ. Buồn quá anh làm ngay. Dạ. Dạ. Em đi. Đang chơi cái đó. Quỷ lên. Ủa xưa giờ tán đây luôn hả anh? À. Dạ. Anh đâu lại hả? À? Em mới gạch giá lại. À, ở ngày Cẩm Thanh Quan không? À. Em quay hai cái chợ rồi. Ê, đây có mấy cô nè. Làm gì mà clip hả? À có nghĩa là con quay về cuộc sống của người dân đó cô. Rồi các cảnh đó, ở đây. Cái này cô bán được không cô? Bán ế lắm chú ơi. À, đó giờ luôn hay là mới giờ? Ở đây lâu rồi, chợ thành lập rồi ở đây tới giờ luôn. À vậy à. Ủa cô mà chợ chỉ là nhóm họp buổi sáng thôi hả? Nhóm mà nhóm là chuyện học chứ không, ở đây có nhóm gì đâu. Chợ này như là như cái xóm gì thôi chứ nó chợ gì đâu. Đó. À dạ. Vậy là bán chỉ lai gai thôi gai cô? Dạ. Mà đủ sống không cô? Sống đủ. À. Mình ruộng thêm. Mà cũng không có dư. Dạ không có dư dạ. À dạ. Đây mà ruộng rồi thêm sống chứ đây chú thấy đâu có chợ đâu có buôn bán được nhiêu đâu. Dạ. Hả? Dạ cảm ơn. Ủa nhớ gặp anh ở ngoài kia phải không? Đúng rồi. Dạ. Làm gì đi quay vậy? Con bán được không anh? Tạm tạm. Dạ. Em đi ạ. Rồi hết chợ rồi, đi về. À, kính thưa quý vị, đây là hết cái khu chợ của Kiên Hảo rồi. Cái đây hết rồi không chị? Dạ, hết rồi. Dạ. Ồ vô quay cho em quay cái nha. Đó giờ làm gì luôn ha? Từ đêm nữa kìa. Vậy hả? Quá trời. Đi quay ăn chữ đi. Đó, đủ đó. Đó ngồi làm đó.
quay ông rủ đi. Anh ơi, làm cái này đủ sống không? Đủ sống. Dạ. Dạ. Vừa đủ sống rồi. Ở đây đó, em thấy ít quá hả? Ít rồi đó. Chợ này mà nghe có phát triển gì đâu mà. Dạ. Nên thấy ít quá trời. Chợ này nó nhỏ. Nhỏ quá trời nhỏ. Bạn không thấy được nhìn cái bạn bao nhiêu người? Năm cái ngày đó mà sống còn nó không nổi. Anh làm đủ thứ hết trơn. Này làm quay bên gì? À, em quay cá nhân nè anh ơi. Dạ. Chứ cũng không có quay cho cơ quan. Rồi em cảm ơn nha. Em đi luôn đây. Xin cảm ơn quý vị. Chạy tới đây là hết rồi.